Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử sổ số Đài Miền Nam thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021. Sổ số miền Nam hôm nay có các đài Tây Ninh, An Giang và đài Bình Thuận. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.